Đây là hình ảnh được trích xuất từ camera hành trình của ô tô khách. Mặc dù di chuyển trên tuyến đường rộng và khá thông thoáng, tuy nhiên, xe khách này đã bị một thanh niên điều khiển xe máy biển kiểm soát 60H3-2833 cố tình đi chậm phía trước rồi liên tục lạng lách, tạt đầu, gây mất an toàn giao thông. Đáng nói, do bị gây ảnh hưởng, cản trở lưu thông, lái xe khách đã cố tình đánh lái, tránh làn đường xe máy di chuyển. Tuy nhiên, không thể ngăn cản hành vi xấu của lái xe máy. Theo Nghị định 100 năm 2019 của Chính phủ, hành động lạng lách, đánh võng như trường hợp xe máy trên sẽ bị phạt tiền từ 6 đến 8 triệu đồng. Người điều khiển phương tiện cũng sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng.